Chào mừng các bạn đã đến với Thu thập tin học. Thì trong quá trình các bạn sử dụng máy tính, laptop lâu ngày mà các bạn muốn thay ổ cứng thì để cho cái máy tính mình nó chạy nhanh hơn. Thường thì cái laptop của mình á thì nếu chỉ sử dụng ổ cứng thường ha, đây là ổ cứng thường thì nó sẽ chạy chậm ha. Thì ổ cứng thường thì nó có dung lượng khoảng 500 GB. Tuy nhiên mà chúng ta muốn cho máy tính nó chạy nhanh hơn thì thông thường các bạn sẽ lựa chọn là thay đổi thành ổ cứng SSD. Khi thay đổi ổ SSD á thì lúc này máy tính của mình nó sẽ tốc độ sẽ chạy nhanh hơn. Do đó thì nhiều bạn có lựa chọn là sẽ thay ổ cứng cũ của mình bằng ổ SSD khoảng 240 GB hoặc là 480 GB tùy theo cái nhu cầu của các bạn ha. Sau khi các bạn thay ổ cứng SSD, thay vì bỏ cái ổ cứng cũ này đi thì các bạn có thể tận dụng nó lại ha, để làm cái ổ cứng nhỏ gầy hoặc là ổ cứng di động để có thể lưu trữ dữ liệu của mình. Tức là thay vì chúng ta bỏ nó thì chúng ta có thể sử dụng nó để làm cái ổ cứng gầy để lưu trữ dữ liệu ha, giống như cái USB. Nhưng mà các bạn chỉ cần mua cái thiết bị ha, đây các bạn chỉ cần mua một cái thiết bị như thế này đó thì các bạn có thể kết nối nó thành ổ cứng gầy ha. Thì cái thiết bị này thì trên giá trên thị trường là khoảng 200.000 thì các bạn có thể mua được cái thiết bị này ha. Gọi là thiết bị này gọi là board HDD để có thể kết nối, để có thể gắn biến cái ổ cứng gắn trong của mình như thế này thành ổ cứng gầy ha, một cách dễ dàng. Và ở đây cái thiết bị này có thể nó sử dụng được cho ổ cứng laptop nha các bạn. Thì mình sẽ để cái link để mua sản phẩm dưới phần mô tả của video ha. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể mua sản phẩm này. Với giá cũng khá là rẻ thôi, trên dưới 200 ngàn thôi. Rồi bây giờ để kết nối ổ cứng này vào thành ổ cứng gầy thì ta làm như sau. Thì đầu tiên thì sau khi các bạn đã mua được thiết bị này thì các bạn có thể gắn vào ha, gắn vào thiết bị này vào gắn ổ cứng vào thiết bị này một cách dễ dàng. Đây mình sẽ gắn vào ha. Đó. Rồi sau đó các bạn khi các bạn đẩy vào ha, để vào ổ cứng vào vừa kia các bạn đẩy lên ha. Đó, đẩy lên cho nó sát. Rồi, ở đây thì nó sẽ có cho mình thêm một cái miếng ngay chống sốc. Có thể gắn vô hoặc không cũng được, không vấn đề gì ha. Rồi, sau đó mình đậy cái nắp lại. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy lại ha. Ok, thì lúc này mình sẽ đẩy lại thì nó sát sát hai bên như thế này là ok ha. Thì lúc này thì ở đây thiết bị này là mình các bạn nhớ là mua board loại USB 3.0 nè. Giờ cái board mình là USB 3.0 thì kết nối tốc độ nó mới là nhanh. Nếu như nó màu xanh thế này ha. Còn nếu nó màu đen là USB 2.0 á. Tốc độ đọc ghi dữ liệu nó sẽ chậm hơn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kết nối với cái này với máy tính ha để sao chép dữ liệu. Thì đầu tiên mình sẽ đây mình sẽ gắn cái này vào cái cổng USB của máy tính ha. Đây, sẽ gắn vào cái cổng USB của máy tính. Ok. Thì lúc này máy tính nó sẽ nhận ra ha. Đây mình sẽ thấy nè. Đó, máy tính nó sẽ nhận ra đây là ổ đĩa USB của mình ha. Ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ xem. Bây giờ mình sẽ vào cái phần ổ đĩa ha, ổ đĩa nè. Thì mình sẽ thấy đây lúc này là máy tính mình đó, DVC thì đây nó sẽ xuất hiện ra cái USB nè. Cái này mình chia nó ra làm hai ổ ha, có thể sao chép đó, mình chia làm hai ổ, một cái phân vùng là USB boot và phân vùng để chứa dữ liệu ha. Thì vùng này chứa dữ liệu có thể sao chép dữ liệu vào đây dễ dàng. Tốc độ sao chép sẽ rất là nhanh ha, giống như là mình đang sao chép trên ổ đĩa cứng. Do đó thì nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ đọc ghi của ổ cứng ha, do đó nó sẽ nhanh hơn nhiều so với một cái USB thông thường, và nó có thể chép được những cái file dữ liệu lớn ha. Rồi bây giờ để sao chép một cái dữ liệu thì khá đơn giản thôi ha. Bây giờ ví dụ như các bạn, ví dụ như mình muốn sao chép một cái dữ liệu từ cái ổ CD này, từ một cái thiết bị vào trong ổ DC nè, ví dụ mình vào DC, vào đĩa D đi của máy tính ha, mình sẽ sao chép, ví dụ sao chép cái file này thì tốc độ sao chép khá là nhanh ha. Ví dụ mình sao chép cái file này đi khoảng 100 MB, copy rồi vào cái USB ha. Về USB mình sẽ sao chép vào một cái thư mục nào đó, ví dụ thư mục này bash, cái chuột phải chọn bash ha. Ok. Ta thấy tốc độ đọc ghi của nó, tốc độ ghi dữ liệu nó cũng khá là nhanh ha, không giống như là ổ cứng gắn trong vậy. Nhanh hơn rất là nhiều so với các bạn sử dụng USB ha thông thường. Ngược lại thì các bạn cũng có thể sao chép ha, ví dụ như là mình sao chép cái file, ví dụ chép cái file này đi. Cái file này thì có dung lượng nó khoảng 974 MB ha. Cái thư mục này đây, chép cái thư mục này mình cũng có chuột phải cho copy ha. Rồi. Hoặc là chọn copy đây cũng được ha. Rồi mình vào ổ đĩa D. Rồi mình dán ra. Rồi mình sẽ bắt cái này ra ha, bắt ra thì ta thấy nó sẽ bắt vào ổ đĩa D của máy tính ha. Tốc độ đọc và ghi khá là nhanh. Các bạn có thể dễ dàng sao chép từ cái ổ đĩa gầy này sang máy tính cũng như là từ máy tính sang ổ đĩa gầy một cách dễ dàng ha. Giống như là USB vậy ha, một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì các bạn còn có thể cắt ha, cắt để di chuyển, còn copy là mình sao chép thì bên đây có bên kia cũng có ha. Còn nếu mình cắt thì bên đây sẽ mất. Bây giờ mình cắt cái này qua, cắt cái này qua bên đây thì bên đây nó sẽ bị mất ha, cắt thì cái bên ổ đĩa D nó sẽ bị xóa và nó sẽ dán qua bên này. Đây, dán qua đây.
Nhưng mà này đợi trên để dán qua đây thì lúc này cái này ở đây nó sẽ có, còn bên đây nó sẽ bị mất nè. Khi mình cắt thì bên đây nó sẽ bị mất đi cái thư mục hoặc là cái tệp nào đó ha. Còn sao chép thì nó sẽ giữ lại cái sao chép, nó sẽ cho ra thêm một cái file nữa ha. Cho ra thêm một cái file nữa ha. Tức là hai bên đều có. Ở đây mình có thể xem dung lượng của nó ha. Cái ổ cứng của mình thì có khoảng 250 GB ha. Đây nó còn trống khá là nhiều. Mình đây mình chia ra hai phần dùng ha. Mình có thể làm một USB boot, một cái phần dùng. Một phần dùng là để chứa dữ liệu ha, dễ dàng. Rồi. Thì đó là cách để các bạn biến cái ổ cứng cũ của mình thành USB. Thì sau khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn có thể lấy ra ha. Nhưng mà các bạn lưu ý là ví dụ khi mà không xài nữa thì các bạn có thể lấy ra như cũng giống như cái USB thông thường thôi. Kích ở đây. Chọn Eject rồi nó sẽ lấy ra cái thiết bị đó của mình. Khi mình không xài nữa. Rồi. Đây, ví dụ kích ra đây mình khi mình muốn không không muốn gỡ nó ra kích đây, lấy chọn Eject ha. Đó. Lúc này mình có thể rút ra dễ dàng. Đây nó báo như thế này là cái này rút được ha. Đó, sẽ rút nó ra khỏi máy tính ha. Rồi. Ok. Khi các bạn kết nối vào thì nó sẽ có cái bóng đèn ở đây ha, bóng đèn ở đây màu xanh là sẽ như là kết nối. Cái bóng đèn màu đỏ thì các bạn đang sao chép dữ liệu ha, sao chép dữ liệu. Đến đây thì mình xin kết thúc qua tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Nếu thấy video hay vô ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thuật Tin Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thuật Tin Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.